Có chị Phi Phi ơi, có chị gửi tặng đến món quà đến hội Homeless nè. Chị Ngọc Tiên Thanh. Đây là cái phần phần quà của cô, nhưng mà cô lại Ngọc Tiên Thanh. Mở ra coi có gì không á. Hay quá. Chào chị. Chào chị. Hey, anh Ngọc Phi Long. Dạ, anh ơi. Tự khỏe không ạ? Cảm ơn chị, chúc chị sức khỏe. Thì Phi Phi xin mời quý cô chú nán lại thêm một tí xíu để nghe tiếng hát của anh Phi Long. Là anh mà lúc nãy Phi Phi có giới thiệu đó. Rồi mời Phi Long hát. Dạ, sức khỏe không ạ? Em chỉ cho 2 ngày. Dạ, sức khỏe. Phi Long. Dạ. Thì chúng ta cho trước khi Phi Long bắt đầu, tôi xin hỏi một câu cho những người còn ngồi lại. Quý vị có thích những cái sinh hoạt như thế này không? Dạ, lúc nãy Phi Phi có giới thiệu với các cô chú là về một anh trai, đó là anh Phi Long. Bây giờ anh đã có mặt ở đây rồi đó, thưa quý vị. Quý vị có nhìn thấy anh Phi Long này quen không? Dạ. Dạ. Thì quý cô chú nãy giờ là đợi anh Phi Long tới để phục vụ những bài hát mà chính anh sáng tác với giọng hát của anh ngày hôm nay. Là ngài thích nghệ sĩ viên tịch ở Việt Nam, cho nên là bên này quý cô chú tưởng niệm ngài. Đó là lý do cái buổi tiệc buổi lễ ngày hôm nay của anh Phi Long. Cảm ơn em Hoa. Năm 34 xin thích cảm ơn Nguyễn Phượng. Còn kính chào tất cả quý vị. Nhân dịp lễ của ngày viên tịch của một vị đạo lý của dân tộc Việt Nam, con thuộc về người có đạo Công giáo Việt Nam Đà Nẵng, con cũng xin có đôi lời về ngài Phật Tổ đã dạy con qua hình thức ở trong tư tưởng. Thì con xin có đôi lời cùng phúng điếu với ngài. Nam mô A Di Đà Phật. Thưa quý vị, ở trong cuộc sống, như quý vị đã biết, con là cuộc sống hoang đường từ năm 75. Con chỉ được 11 tuổi, con sinh năm 1964 tại Đà Nẵng, Việt Nam. Năm 75 con được 11 tuổi và con cũng đi chung cải tạo với các chú con đường miền Nam Cộng Hòa ở ngoài miền Trung, vì con cắt tấm hình con tới trên sân ga Đà Nẵng cho nên con bị bắt. Cuối năm 75 và con đi cải tạo cho đến năm 81 là con 16 tuổi con mới trốn thoát. Thưa quý vị, trên đường đời con sống vậy thì con đã trải qua quá nhiều cái sự chết hụt, rồi bị nhiều cái sự rắc rối trong cuộc sống. Cho nên năm 81 con vượt ngục được thì con thấy một khúc người chứ không phải là một con người. Một con người ta có đầy đủ tứ chi, nhưng đây cái mấy kiến chú rớt kìa chú. Nhưng đây là bị chú này đã bị đôi mắt thì bị mù bịt, lấy hai măng tay thịt á bịt lại đôi mắt. Hai tay bị cục sát nách, hai chân bị cục sát giái luôn. Tức là còn có một khúc con người thôi. Nằm ở trong nửa cái vỏ xe vận tải, người thân để một xấp vé số trên người ông ta. Thì con có hỏi ông ta, đó là năm con 16 tuổi, năm 81 á, con hỏi chú có phải là người của chế độ cũ không? Con đâu biết chế độ là gì, thì nghe người ta nói chế độ cũ thì mình đi hỏi ông vậy. Thì ông ta trả lời một cách rất là khẳng khái: tôi, thủy quân lục chiến, trung quý. Rồi, tấm hình đó con cũng đi mất tiêu luôn. Nhưng thưa quý vị, Đức Mẹ Maria đã giữ tấm hình đó trong não bộ của con, còn lúc nào con không biết nữa. 40 năm sau, thì con ở tại quận Cam này, con sang Mỹ năm 90, 2006 con sang Nam California này, 2012 con bị bắt vô trong tù vì cái tội oan. Thì ở trong tù con kêu chú ơi cho con bị oan quá, trong Orange County Jail á, con bị oan quá. Thì Đức Mẹ có bảo với con rằng là để đó cho chú lo, bây giờ hãy viết về người đàn ông này. Đức Mẹ mới lôi cái tấm hình của chú thương phế binh đó ra. Con chỉ mới bắt đầu viết chữ Việt Nam từ năm 2012 đến bây giờ, chứ con chưa bao giờ được ngồi học hành ở trong trường lớp. Thì Đức Mẹ cho con thấy được cái tấm hình đó, con nhớ lại 40 năm về trước. Thì con mới viết như vậy: thời hòa bình thương phế binh quá thê lương, đứa bù đuôi, đứa đi tù đến gục xương. Bạn bè đã ăn giấc biên cương, nhiều thằng đất khách tha phương, còn thằng thì phải lăn lết như con lương, vì tay chân của nó đã để quên nơi chiến trường. Đó là thân phận của những thương phế binh quân lực Việt Nam Cộng Hòa, không còn là một con người nữa. Thưa quý vị, đó là tất cả những tâm tư của một đứa con lai ghi nhớ công ơn của các chú quân đội Việt Nam Cộng Hòa, nhất là bảy mạnh tướng đã tuổng tiết năm 75 và tiếng nói của đệ nhất tổng thống Việt Nam Cộng Hòa là cụ Ngô Đình Diệm. Ngài nói một câu đó mà con đã suy nghĩ, con tự hào là con là con người Việt Nam mặc dù con lai.
Cụ Diệm có nói với ngoại nhân là như vậy. Xin cảm ơn các ông đã có lòng viện trợ cho chúng tôi. Xin hãy viện trợ vũ khí và quân cụ thôi. Nhân lực chúng tôi không cần. Để chúng tôi tự lo cho người miền Bắc. Câu nói của cụ làm cho con tự hào là người Việt Nam, là bởi vì tổ tiên dân tộc con đã 4.000 năm dựng nước và giữ nước không nhờ tới bàn tay của ngoại nhân. Đây là cốt truyện của từng con người Việt Nam vượt biên mà con viết cho bài Vong Quốc nề ơn Đức Mẹ. Vong Quốc là sao thưa quý vị? Hán ngữ học gọi là đất chết. Quốc là đất, thổ, vong là chết. Nhưng nó cũng có hai nghĩa. Cái nghĩa là vong cũng có nghĩa là mất mát. Chúng ta mất chân đứng trên lãnh thổ của chúng ta thôi. Mời quý vị nghe. Vong Quốc. Trước khi con hát, con có 4 câu điếu để cho 7 mảnh tướng kia gọi là những anh hùng thật sự của dân tộc. 7 cái xác đó là 7 minh chứng, 7 bằng chứng, 7 thực tế chứng cho một dân tộc, cho một quân đội đi vào lịch sử. Nén trầm hương, con hướng về An Nam Quốc, tạ tội nhân thất trách vệ núi sông, chung tuần tiết tướng sĩ vì nòi giống, giọt lưu vong thẹn lời điện duyên hồng. Thưa quý vị, làm người Vong Quốc có vui không? Hỡi đồng hương nào chẳng đau lòng, vì đâu ta sống lưu vong, lòng đồng hoài tồn vong được nòi giống. Hỏi lòng mẹ có đau không, khi thằng con phá tan truyền thống, miệt khinh công sức cha ông, hoàng trường xa mất khi ta đang còn sống. Làm người Vong Quốc quá đau thương, kiếm tự do trên vạn nẻo đường, nghìn trùng dương sông chết ly hương, chiến tranh tàn cờ vàng khăn tang vương, thời hòa bình thương phế binh thê lương, đứa mù đuôi đứa đi tù gục xương, bạn bè ăn giấc biên cương, nhiều thằng đất khách tha phương, còn thằng thì lặng lết như con lương, vì tay chân nó để quên nơi chiến trường. Hồn ma không nhà mồ, vì là người Vong Quốc, làm đế chư hầu thà chết hơn sống lâu, cái nhục mãi nghìn sâu vì buộc dân tộc cúi đầu, quê mẹ bế dâu lòng trái nhói canh thâu, mậu thân kinh đô sương chìm trong biển mau, 17.000 người vùi chúng một hố sâu, mê Huế rằng đau tình đứa con trai đầu, hầm xương nấu giống nòi thay cho giặc Tàu. Mẹ Việt Nam ơi, xác anh em con đâu, đồng bào tôi bơi đâu, sao xác trôi tới năm châu. Ôi quá thương đau, nó cùng da màu mà, nỡ lòng nào xé nát da vàng Việt Nam. Xin đừng dùng bàn tay của ngoại nhân mà xé nát tình cộng đồng da vàng nhỏ bé nơi xứ người, hỡi lũ bất nhân. Vì hai chữ Việt Nam tao không phải viết bằng mực tàu. Hậu thế Việt Nam tao đã viết bằng xương máu. Dẫu 50 năm qua dân tộc có lận đận lao đao khắp năm châu, tao vẫn một niềm tự hào là được làm con người Mỹ Lai Việt Nam. Đó là bài Vong Quốc. Con xin kính tặng cho đồng bào Việt Nam của con. Và con cũng xin tặng cho tất cả các chú quân nhân quân lực Việt Nam Cộng Hòa, các cựu quân nhân. Bài này do cũng con viết nhờ Đức Mẹ. Đó là bài Nỗi Suy Tư Người Lính Già Quân Lực Việt Nam Cộng Hòa. Thưa quý vị, nỗi suy tư của người lính già là như thế nào? Là bởi vì mỗi 19 tháng 6 hàng năm là lễ quân đội Việt Nam Cộng Hòa. Con thấy các chú các binh chủng mặc quân phục bắt tay đồng đội sau khi chào xong quốc kỳ, thì các chú có những nét ngậm ngùi. Các chú có những nét ngậm ngùi nhớ lại cái thời dĩ vãng trong quá khứ, và bởi vì mẹ Âu Cơ đã đưa các chú trở về với cái thời mới tập quân trường, bắn toàn là cầm súng giả, đạn giả, chưa bắn được viên nào. Chứ khi cầm được cây súng thiệt, mới đạn thiệt, chưa kịp bắn viên nào là phải giục súng chạy hối hả
rồi vượt biển sống chết, rồi sang xứ người ngơ ngác để rồi lỡ thầy lỡ tuổi lỡ đời. Cho nên các chú ngậm ngùi là bởi vì một quân lực Việt Nam Cộng Hòa có lớp lang, có trình độ đàng hoàng nhưng vẫn phải thua một cách ngậm ngùi. Cho nên con viết bài này để an ủi các chú quân lực Việt Nam Cộng Hòa. Đi theo Diệp Cúc quân hành, một đoàn lính già, các binh chung quân lực Việt Nam Cộng Hòa, muôn đời oai hùng trong lòng hậu thế Việt Nam. Dù cuộc chiến đang ngủ yên cùng với đồng đội của anh, nhớ mẹ Âu Cơ khắc tên họ vào sử xanh. Tất đất sơn hà gợi lên nỗi đau lính già, lấy trọn quê nhà sao còn nhân giặc làm cha. Trần quốc tuấn đuổi giặc như quét rác nhà, đầu bay nghĩ gì hai tay dân hoàng trường xa. Làm sao bay biết nỗi đau của người lính già, xa mồ mẹ già đồng đội nơi chiến trường xa. Thân nơi đất khách nó cơm ấm thân lính già, nhìn lại đồng bào chơi vơi trên quê hương ta. Kia đoàn lính già đã tan ra, khác gì đằng voi gãy ngà. Đằng voi gãy ngà còn bị biệt đài phương xa. Này hậu thế chớ đừng khinh công lính già, nhờ anh lính già tụi mày có mặt nơi đây. Xin kính chào các cụ, quân nhân quân lực Việt Nam Cộng Hòa. Đó là những gì đứa con lai con có thể. Xin cảm ơn các ngài, cảm ơn Hoa hậu Vy Vy. Một bài nữa hả? Bài Cùng Hoàng Trường Sa. Thưa quý vị, trước tiên tôi cũng muốn nói lời xin kính chào tất cả quý vị Việt Nam trong Bộ Chính trị của Mỹ Quốc. Các ngài đó là một sự hãnh diện của con. Con hãnh diện, con được tự hào là người Việt Nam Cộng Hòa. Là bởi vì Việt Nam ta không phải thấp hèn, chỉ vì đất nước ta quá nhiều chiến tranh cho nên trình độ nó không bắt kịp với người Thái Lan hay là bất cứ người Đông Nam Á nào. Nếu như chúng ta được một khối trình độ của nước ngoài chừng 100 năm trọn vẹn thì chúng ta không thua bất cứ một Đông Nam Á nào hết. Cho nên các vị đây để là đại diện cho dân tộc ở xứ người, leo lên chức bộ trưởng rồi nào là gì ủy viên chính trị, nào là thành phố, cái điều này đều còn làm con hãnh diện thôi các ngài. I'm so proud of you. Bài này là bài vong của bài là bài Cùng Hoàng Trường Sa. Ý con muốn kêu gọi toàn thể đồng bào trên toàn thế giới, ai ở quốc gia nào, ở địa vị nào trong xã hội, nên cất tiếng nói của mình trong xã hội đó, để nhờ sức mạnh của quốc gia đó, đồng tiền, vật chất hay là quy lực, lấy lại hai cái vú của mẹ Âu Cơ, đó là Hoàng Sa và Trường Sa. Bởi vì tổ tiên ta đã dành bao đời. Đức Trần Hưng Đạo chỉ xuống sông Bạch Đằng, ngài nói như thế nào? Đoạn sông này ta thề nếu không dẹp được cái lũ loạn, ta sẽ trầm mình xuống đó. Con thì con nói ngược lại, thằng nào bơi vô mà không xin phép nhận chìm thằng đó, tàu nào bơi vô mà không đóng thuế ông chìm chiếc đó. Là bởi vì Đức Trần Hưng Đạo là người đã giữ gìn đất nước, từng giọt nước, từng phân đất. Con nhớ tới lão Tôn Đức Thắng hay Trần Đức Thọ gì đó, con nói một câu ngớ ngẩn: cứ để cho các đồng chí Trung Quốc giữ hai hòn đảo ấy mà, như ta giữ vậy, khi nào ta cần thì ta nấy lại, các đồng chí đưa, có sao đâu. Nói thật là ngớ ngẩn quá, quá ngớ ngẩn. Con mời quý vị nghe Cùng Hoàng Trường Sa, cũng đi gieo điệp khúc quân ca. Người Việt Nam ơi, dù ta đang sống lưu vong, nhìn về biển Đông, Hoàng Sa, Trường Sa dây sông. Đời dù lông đông, nhưng ta là con cháu tiên rồng, quyết không làm ngơ đế quân Trung Cộng xâm lăng. Bạch Đằng năm xưa, Trần Hưng vương vang chiến công, tàu giặc vào sông cọc trong đào sâu ta trông. Thế cùng nón sông, nguyện dâng dầu cuối máu nồng, nếu không làm công, hồn dâng cùng thiên là không. Đàn chim Việt ơi, dù đang bay khắp muôn nơi, đừng quên người ơi, ta có tổ quốc tuyệt vời. Hạc mầm non ơi, quê mẹ Việt Nam đẹp lắm, ngày mai nắng ấm ta sẽ đưa em về thăm. Nào chị nào anh, cùng nhau ta quyết đấu tranh, giành lại hòn xanh tổ tiên ta có nghìn đời. Trừ bọn tham quang đem bờ cõi Việt Nam bang,
tiếng thét thanh niên toàn dân tộc cùng chống ngoại bang. Xin cảm ơn quý vị, xin cảm ơn tất cả các bạn. Xin cảm ơn. Cảm ơn giáo sư. Từ từ mình xây dựng lên về vật chất, dạ vâng, về tinh thần, và nhất là sống an vui để giúp đỡ chính mình, dạ vâng, và giúp đỡ mọi người xung quanh, dạ vâng. À, em đầy đủ khả năng đó, nhớ là dạ, cố gắng hợp sức với các bạn đó làm một cái nhóm để đi giúp đỡ những người khác nhé. Rồi chú và các cô bác khác sẽ hỗ trợ cho nguyện sẽ hỗ trợ cho các em. Dạ vâng ạ. Thưa con sang ra Nam California này được 19 năm, 6 năm sống ở ngoài đường homeless, và nhờ cô Hoa hậu Phi Phi này giúp đỡ đưa lên YouTube, rồi có những vị ân nhân ở xa đang mới vừa cho con được căn phòng 2 tuần lễ ở, thì trong tương lai hy vọng con sẽ kiếm được việc làm và cũng tự lo cho mình. Chứ con nói một điều là con xin cảm ơn toàn thể cộng đồng chúng ta có một cái sức mạnh như vậy. Nếu con muốn nói tới các vị đại diện cho cộng đồng, từ nay sắp tới xin quý vị hãy ý thức được một điều rằng chúng ta có tổ chức lớp lan đàng hoàng, nhưng chúng ta thất bại là bởi vì chúng ta thiếu đoàn kết. Con thì vốn dốt nát, không được học hành trong trường lớp bao giờ, cho nên con không có biết uống lưỡi để mà nói, mà con nghĩ sao thì con nói vậy. Xin đồng bào chúng ta hãy ủng hộ tất cả quý vị nghị viên chính trị, tất cả là những người làm việc cho chính trị đều đại diện cho chúng ta có sức mạnh đối với người ngoại quốc thôi. Nếu như cộng đồng chúng ta không có sức mạnh thì người ngoại quốc người ta sẽ có sức mạnh, mà người ta có sức mạnh thì các siêu thị này đều là người của người ta chiếm đoạt hết. Chúng ta hãy ủng hộ bằng tâm hồn của mình, đừng có moi móc cái chuyện dĩ vãng, đó là chuyện của họ. Trên bất cứ một thương trường nào cũng vậy, nó cũng phải có những sự đấu đá, nhưng mà chúng ta đừng làm như vậy. Tôi nhân xin cảm ơn quý vị. Quá hay, những ý tưởng của Phi Long rất hay, và chú hy vọng rằng những ý tưởng đó nó được ghi dấu lại và sẽ được lan truyền đến tất cả cộng đồng xung quanh chúng ta. Và một trong những điểm mà Phi Phi vẫn nhắc nhở đó, và cũng như là đạo giác ngộ nói, là cái tính bình đẳng trong vũ trụ này, tức là mọi người mọi vật đều bình đẳng với nhau, thành ra cháu cũng phải bình đẳng với mọi người, và cháu sẽ tự vươn lên để đóng những vai trò tốt đẹp và tạo sự bình đẳng về vật chất cũng như tinh thần đến tất cả mọi người. Dạ, con hiểu, dạ, con hiểu, con cảm ơn giáo sư. Xin phép cho tôi hỏi được một câu được không? Dạ, thưa chị. Mời chị. Xin được, tôi xin được. Từ Việt Nam qua đây, cả một cái đại dương rồi này, làm thế nào để ăn vượt qua đây được? Dạ. Mà tôi xin muốn hỏi bởi vì tôi thấy anh trên TV của cô Hương Thơ học vấn. Dạ, và bây giờ là lần thứ hai trước ông của buổi hôm nay. Dạ, xin phép được tên của ó tên chưa nữa. À, vâng, tôi Tâm Phong. Tâm Phong. Tâm Phong là pháp danh của tôi. Ồ, pháp danh một phần. Dạ thưa ó, em đi giường con lái mồ côi do chính phủ Mỹ đã tổ chức cho những đứa con lai có cha là quân nhân mà mồ côi không có thân nhân, homeless đó, thì chính phủ Mỹ đưa hai ông đại tá, một ông là bên là thủy quân lục chiến, một ông là bên phi công, hai ông đều đã đại tá hết, mà ngôn ngữ Việt Nam là hai ông nói như là người Việt Nam nữa, cho nên hai ông đó qua đại diện cho những đứa con lai làm giấy tờ the process of the paperwork out of Vietnam legally. By flying. Hình như là qua cả một chuyến bay rất là lớn. Dạ vâng, dạ vâng, năm 90, dạ vâng, năm 90, dạ vâng. Dạ vâng. Thì làm sao mà anh lại thoát ra khỏi cái... Dạ, thì vượt ngục ở tù năm 75 á. Cuối năm 75 này thì em ở tù cải tạo á. Rồi em vượt ngục. Còn một số chú quân đội Việt Nam Cộng Hòa thì chết dần chết mòn. Trong 5 năm nó chết quá trời luôn. Thì không biết tại sao mà em được sống sót và vượt ngục được thì ơn Chúa thôi. Thì em vượt ngục được từ miền Trung á. Cái trại của em tên là cái trại Bầu Bàng. Trại cải tạo á, ở miền Trung á. Tên là trại Bầu Bàng.
cách đường mòn Hồ Chí Minh khoảng đâu là 75 km đường chuyến bay á, do một chủ bị kích á, nói cháu mới biết, em mới biết chứ còn em làm gì biết. Dạ, rồi thì em đi vào Nam rồi năm 89 làm giấy tờ đi Mỹ, qua sở ngoại vụ rồi đi ra nhiều cái cơ quan sức ngoài á. Dạ, thì giấy tờ đóng mộc rồi lên máy bay đi vào đường Tân Sơn Nhất qua bên Phi, rồi bên Phi rồi qua bên Guam, rồi Guam vào trong Dallas, Texas. Dạ. Nhiều câu hỏi nhưng mà thôi. Mời cô. Thôi được rồi, tại vì nó vượt đại dương rất là lớn, khó đến đây, nhưng mà anh đã đến đây. Mà anh, trường hợp anh rất là special, hi hữu lắm đó. Dạ, em cảm ơn ó, thì ó nói em hiểu, xin Chúa chúc phúc lành cho tất cả đồng hương Việt Nam cơ hội của đức tin và cảm nhận hôn nhân, đó là điều mà em mong muốn được nói rước, vì cái đó của Chúa cho thôi, thì em chia sẻ lại như rước. Thưa, đối với em á, mà nói thì ơn phước này không chỉ có riêng mình em, nhưng mà Phật tổ có dạy em một câu hình thức như đi. Em chưa bao giờ cầm kinh Phật hay là ngồi tụng kinh Phật bao giờ, nhưng mà cách đây hơn một năm thì Phật tổ cho em thấy được ba tấm hình của Ngài. Hình thứ nhất là Ngài ngồi dưới cây bồ đề, hình thứ nhì là Ngài ngồi trên một con rắn bằng sa, con rắn á, nó phun máng kiểu đấy, là Ngài ngồi trên mình của nó, Ngài ngồi thuyền. Thì hình thứ ba là Ngài ngồi trên đỏ hoa sen. Ba tấm hình đó ý nghĩa là rằng rồi Ngài dạy em như thế nào, thì em xin chọn một hình chính giữa là ngồi trên con rắn độc. Đối với sự suy nghĩ của loài người bảo rằng là người tu hành bằng rắn mà tiếp xúc với loài rắn độc rứa, ý mà người ta nói rằng là tại sao những người tốt lành như Hoa Hậu Phi Phi lại tiếp xúc với những người tồi tàn như em ở xã hội, đúng không? Cho nên là người ta bảo là tại sao lại nhờ với nó. Nhưng mà Ngài Phật Tổ dạy rằng là chỉ có lòng bác ái của ta mà ta tha thứ bằng linh hồn của mình á, ta có thể khiến người tồi bại đó trở thành một vĩ nhân. Vĩ nhân là những con người có thể làm việc vĩ đại hơn ta làm. Rồi từ cái chỗ vĩ nhân đó ta có thể khiến nó trở thành một con người gì, thánh nhân. Thánh nhân là sao? Là dám chết cho người khác để được sống. Đó là Ngài Phật Tổ dạy em ở trong ba tấm hình đó thôi. Dạ. Tôi sinh ra ở Huế, nhưng mà trung học xong thì tôi vào thi vào quốc gia thương mại Phú Thọ. Dạ. Tôi học tôi đó. Và tôi ở làm việc ở Sài Gòn. Yeah. Và tôi qua Mỹ 75, mà tôi lớn lên đây, tôi sống bên Mỹ này lâu hơn tôi sống từ khi sinh và sống Việt Nam. Nam. Nhưng mà tôi làm như tôi mất mấy cái chữ tiếng Huế, rứa răng rứa, mà anh đã dùng hôm nay là răng rứa. Em dân Đà Nẵng, em sinh trường ở Đà Nẵng. Thì sau khi em trộn trại á, trộn vượt ngục đó, thì em gọi làm con nuôi của bà ba, làm con nuôi của bà ba mượn ruột ở trong chợ Đông Bá. Tôi không phải là bỏ cái tiếng Huế, nhưng mà tại vì tôi làm việc ở Sài Gòn thì international. Dạ, em Bắc Nam Trung nói, dạ, vâng, nói tiếng Sài Gòn, chứ tôi không thể nào tôi dùng tiếng Huế, không ai hiểu hết. Dạ vâng. Cho nên tôi làm việc ở Sài Gòn. Dạ vâng. Rồi khi mà tôi qua bên Mỹ này 75, tôi làm việc trong Hamilton, rồi tôi làm việc cho McGraw Laboratory, rồi tôi làm việc cho đại học. Những cơ quan của chính phủ Mỹ. Rồi tôi retire UPS Company cho đến bây giờ, thành ra những cái từ mà răng rứa rồi tôi không biết. Đi tê hả? Vâng. Thành mà hôm nay anh dám dùng mấy cái chữ mà nơi tôi sinh ra là tôi phục anh. Dạ, thì có chỉ mà người ta nói nghe âm hưởng thì mình phải đáp lễ rồi. Tôi vẫn còn phải không? Dạ vâng, còn âm hưởng Huế mà. À, dạ, thì dân miền Trung mà. Dân miền Trung thì các vị kia đây, các vị nghị viên đây, có đi hỏi kiện của dân về xây lại bức tường tái chiếm thành Quảng Trị đó. Ở, nhớ quý vị nhớ cách đây 5 năm đó. Thì em có cầu xin về được mẹ cho con được viết, cho con được đóng góp vài lời. Thì mẹ cho như đi. Hậu thế miền Trung ơi, xin đừng quên mậu thân 68, cái Tết Việt Nam đẫm máu nhất trong lịch sử loài người. 17.000 dân Việt oan chung một đám mộ, xương chất đồi cao, máu nhuộm loang kinh đô Huế. Thưa quý vị, có hiểu như ri như rứa không?
Dạ con xin xin mời giáo sư ra. Dạ xin chào quý vị. Em xin cảm ơn con xin cảm ơn các giáo sư ạ. Dạ vâng, chương trình hân hạnh có sự tham dự của Phi Long đó nha. Cái tên của cháu đó Phi Long là con rồng bay cao, và bay cao đó để mà tạo nước thí dụ cũng mưa tạo cho mọi người ấm áp mát mẻ đó, cái tên đó, và giúp cho mọi người về phương diện vật chất, tinh thần và tính bình đẳng. Dạ vâng. Hay lắm. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Xin Phật tổ gia hộ cho vong linh của sư đây. Dạ. Giác linh. Dạ, ngài Giác Linh. Cũng như tất cả các tăng ni, các Phật tử Việt Nam lưu vong cũng như nội quốc. Và xin kính chúc cho hậu thế của ngài, không những một chùa mà tất cả các chùa đều lấy cái trọng tâm của chữ dạng mà phấn đấu để mà dạy đời. Thưa quý vị, thánh tăng là một tên, thầy tu là một lẽ. Chỉ có những vị nào được gọi thánh tăng, đó là những vị biết dùng khẩu Phật, tâm Phật, ý Phật mà thánh hóa một con người tồi bại như con trở thành một con người đàng hoàng trong xã hội, đó mới là xứng đáng thánh tăng. Quá chính xác, chữ thành thật. Cảm ơn cả Phật những lời của cháu nói. Rồi Phi Phi. Dạ. Có người dạ thưa quý cô chú bác, cái anh Phi Long thì nãy giờ quý vị cũng biết nhiều rồi là ảnh có tài năng về âm nhạc, cho nên là Phi Phi muốn giúp cho anh có một cơ hội để sáng tác cũng như là lên để anh có tiếng hát của anh lên cho cộng đồng cùng nghe, cùng thưởng thức những tác phẩm của anh. Thì Phi Phi cần một cái địa điểm mỗi tuần một ngày để anh có những cái buổi văn nghệ cho cộng đồng, kiểu như là một cái nơi mà một cái nơi sinh hoạt lành mạnh cho những người vô gia cư mà họ có một cái ý chí cầu tiến muốn hòa nhập với cộng đồng, rời bỏ những cái điều kiện xấu, điều kiện sống xấu cũng như là những cái sinh hoạt xấu, thói quen xấu. Thì Phi Phi muốn tìm một cái nơi để có anh Phi Long, để anh Phi Long sinh hoạt ca hát đàn, rồi cho cũng như là mời quý cô chú tới đây cùng sinh hoạt chung với lại anh Phi Long cũng như với Phi Phi. Thì Phi Phi đang tìm một cái nơi như vậy, thì mong là anh Linh điều hành ở đây có thể sắp xếp và hỗ trợ giúp đỡ cho Phi Phi cũng như Phi Long có một cái nơi sinh hoạt như vậy. Mỗi một lần chị mời cần bao nhiêu tiếng đồng hồ? Dạ cho em khoảng 3 tiếng. Vậy từ thứ bảy có không anh thưa? Từ 1 giờ đến 5 giờ ngày Chủ nhật. Bây giờ đó là từ thứ hai cho tới Chủ nhật rồi đó. Tôi tìm ngày Chủ nhật đó là sau cái giờ lớp tai chi là 12 giờ rưỡi thì nghỉ ngơi đó là tới 2 giờ, cho nên tôi mới nói từ 2 giờ đến 6 giờ. Nếu buổi sáng cuối tuần thì có ngày nào không? Sáng Chủ nhật thì từ 7 giờ sáng cho đến 10 giờ đấy. Sáng Chủ nhật 7 giờ sáng cho đến 10 giờ đó cũng sẽ được. Được được, càng tốt chứ làm sao? Chủ nhật mà. Ok, thì cảm ơn anh Linh được rất là nhiều. Vì 10 rưỡi là có một cái lớp khác. Dạ, dạ. 7 giờ sáng đến 10 giờ. Dạ, rồi. Cảm ơn anh Linh nhiều. Dạ, cảm ơn quý cô chú. Cảm ơn rất là nhiều. Dạ. Tôi offer như vậy nha. Nếu ai hỏi địa chỉ của Phi Long, dạ vâng. Phi Long nói là đây là gian phòng của Phi Long. Dạ vâng. Hân hạnh nghe chưa? Ừ, xin hân hạnh ạ. Dạ sư. Thưa quý vị, con có được office rồi đó. Dạ. Anh Linh, là chủ nhiệm ở đây, là ông Linh cho phép được cái office. Xin cảm ơn anh đại diện cho những đứa con lai một cô, cảm ơn. Vì tôi thấy Phi Long là tôi nhớ tôi hồi xưa. À, dạ vâng. Hiểu là Linh Chu. Dạ vâng ạ. À. Rất là cảm động, rất là thích. Nó có cái này của ngài ấy tuy là đã khuất, nhưng mà ánh nhìn của ngài ấy nó để thế đứng của đời đó. Hai vị đó là dạy, để dạy em rất là nhiều ý nghĩa. Em vẫn thường ra nghĩa trang xong cái này. Bây giờ xin phép để cho em thổi bài mặc niệm đi. Cái bài mặc niệm của các ngài. Đây cũng là một cái câu chuyện bây giờ hai trái anh Tony nói là
xin cảm ơn ngài, cảm ơn quý vị. Đây là sở thích, thích ăn khóm. Dạ vâng. Cái đó là đặc biệt. Dạ vâng. Dạ xin cảm ơn ông. Bài bài mặc niệm thôi. Rồi lên chụp một tấm hình kỷ niệm. Saxophone dễ gì nha. Ôi ơi. Trời ơi. Anh tên này trời ơi. Cưng quá cưng luôn. Anh này với tôi đi. Quý vị thấy anh Phi Long hôm nay ảnh là một người hạnh phúc nhất không? Mặc dù hôm nay là ngày lễ của Giác Linh thầy Thích Tạ Sĩ, mà anh Phi Long là người hạnh phúc tuyệt vời luôn. Đứng sát vô chụp tấm hình trước cái này cả anh cả. Dạ. Anh đứng qua bên. Cần đổ. Anh đứng. Tốt quá. Dạ 58. Dạ bây giờ anh cần giúp. Dạ cho bài thì giúp thì chỉ cần. Lộc Hinh lên em ơi, cái giờ làm việc của anh. Công chuyện đó, khi em sang Nam California này là năm 2006, trong mộng em á là mong có một người phụ nữ tặng cho mình cây kèn, nhưng mà không có cầu nguyện ra lời, nhưng mà đó là mình thầm mong thầm. Vâng, ở trong mộng em thì mong là có một người phụ nữ tặng cho mình cây kèn saxophone. Thì lúc nãy em cũng vẫn có việc làm, cũng có tiền, nhưng mà em muốn có một người phụ nữ tặng cho mình để làm gì? Và bởi vì mình mồ côi á, mình muốn lấy cái trung tâm của người phụ nữ đó để làm cái điểm để mình liên lạc, ví dụ mình có lang thang khắp nơi trên nước Mỹ thì gia đình đó cũng là gia đình nơi để mình liên lạc tình cảm. Cho nên Chúa đã cho đúng 18 năm sau, từ năm 2006 tới cách đây 3 tuần lễ, nhờ cô Hoa hậu Phi Phi á, thì mới gặp được ân nhân này bên về chia nhà. Dạ vâng, mình chưa bao giờ cầu nguyện với Chúa, cũng chưa bao giờ kể với ai. Quý vị là người đầu tiên ông nói. Người anh nhân đó cho biết tên không? Dạ. Người anh nhân đó có cho biết tên không? Dạ không, chị anh chị không muốn, không muốn cho. Dạ anh chị bảo rằng không được tên cho ai. Tại vì họ họ cũng là những Phật tử rất là chân thiện, cho nên họ không muốn tên tuổi của họ được người khác biết. Em xin lỗi. Cảm ơn rất nhiều. Thank you.
thanh niên Phi Long. Rồi về thì Linh ơi. Mì ngon lắm anh Phi Long. Lấy cái chổi chỉ giúp mẹ chồng quá à. Còn gì nữa? Trời ơi. Ủa chứ khóm mình để đâu rồi đó? Anh lấy trái nào cũng được. Đây, phải hiện. Đó, bài của CEO đó. Không, vô anh biết luôn đó. Đó, hai ghế của CEO của thư ký nè. CEO chỉ có cái bàn nhỏ thôi chứ chưa được cái bàn đó. Chưa được. Đó. Rồi, cái đem thác không? Hả? Cái đem thác cái Linh Nguyễn rồi đó. Đó, nó có để đó luôn. Ok. Để cho nó cổ. Ok. Rồi, rồi lên. Xong. Đi về. Cảm ơn rất nhiều. Phi ông nhớ lấy bánh mì ăn. Dạ vâng, thế này. Linh ơi. À. Cái gì? Cái quà của ngài. Cái Của ngài thì không em muốn. Cái đó thì phải mang xuống dùng cái kia. Dạ không, em muốn nhận đó. Em muốn xin cái này là bởi vì em dùng, em có cái này là bởi em mới nói lời những lời mà Phật dạy cho em. Được. Rồi, hiểu không? Tặng em. Thì dạ vâng, thì em chỉ nói một lần với có dịp nào đó em sẽ nói một lần. Để rồi nói xong rồi em phải đem vô chùa em để lại. Là bởi vì có phong linh của ngài. Rồi. Thì em mới dùng cái cậu. Thì, không bây giờ em tạm thời để đây. Nhưng mà kể khi nào cần nói á thì em mới thì là dạ vâng, cho em gửi lên thưa ngài. Ok. Không, cho em gửi khi nào em cần á rồi em mới ví dụ sinh hoạt cộng đồng á. À. Sinh hoạt cộng đồng rồi em mới xin phép được nói vậy. Xin tặng cho anh tôi đi cái hộp và cầm nhận theo thánh ý Chúa. Rồi, dạ vâng, Nam Mô A Di Đà Phật, xin Phật tổ và hội cho ngài. Rồi em. Đưa anh đưa anh Long. Ông Phi Long ăn bánh đi. Anh Phi Long cầm bánh đi. Anh Phi Long bánh mì ngon lắm, đi lại ăn bánh mì. Cầm hết đi anh Phi Long, bánh mì cầm hết. Cứ bao lòng thôi. Cứ vào đó, để vào kia kìa. Coi ở trong nó có cái gì.
Rồi bỏ vô lấy đi anh. Anh xài đi. Không, anh có trong này còn 2 cây, 3 cây. Không biết của ai mà lấy. Không, cái này người ta mua tới đây đó. Mua cho hội. Rồi. Không, anh đang cần. Anh Linh, cho em mấy cây là chùm môi nha, cây chapstick á. Ở đâu ra đây? Ở trong cái bao này ta mua cho đây. Ờ, mua cho đây, mua cho xí sữa nè. Ok. Đã, anh cần dùng cây, em có 2 cây đủ rồi. Em xin bánh nha, bánh cái là bây giờ đang đói nha. Lấy đi. Do khách sạn làm sao không thích sáo đâu. Lấy đi. Bữa nay còn khách sạn ngàn sao nữa. Đó là còn chỗ sao nữa cũng xong quên, không quên được. Làm xong quên được đấy. Bữa nay hết ngàn sao rồi. Bữa nay khách sạn không sao. Ngay khách sạn không sao. Anh có chủ nghĩ nhưng mà ở ngoài kia nhiều anh em không có. Yeah. Bỏ nho vô luôn đi anh Phi Long. Bỏ nho. Ok. Rồi, anh lấy một cái thơm anh bỏ vô luôn. Lấy đi. Em cứ sợ anh tới trễ mọi người hết. Mà sao em tới em nói đợi Phi Long tới. Linh đây. Ok, cứ đi vô hả? Linh đây. Có 3 trái khóm thôi, em đại diện mấy người nghe em nhận luôn đó nha. Đây có 3 trái khóm em đại diện cho mấy người hôm lết em nhận luôn á. Cái mặt của cà chớm. Xin đừng vị đặt đại diện người nghèo rồi. Gì nữa? Không thì mình tập đại diện đi. Bây giờ mình có văn phòng rồi, mình phải đại diện chứ. Ghê chưa? Mình có văn phòng rồi mình phải đại diện chứ. Trước chưa văn phòng thì mình nói diện đại diện ai tin, bây giờ có anh Linh nói bây giờ cứ vô tư. Đó, thì bây giờ mình chỉ vô tư lên office tôi. Anh phải... Dạ vâng thưa ngài. Chứ cho tôi vô chỗ mà khó xử là không được á. Thưa ngài, trước tiên mà chuyển đề mà ai làm cho ngài khó xử để em xử. Ai làm cho ngài khó xử để em xử. Okay. Em xử là dễ lắm. Muốn gì ra đường ha. Rồi anh lấy cái nho còn rác bỏ trong cái thùng kia đâu rồi. Ok rồi xong. Đi. Cảm ơn bữa nay quên. Mấy bạn anh giúp. Rồi xong hết rồi. Dọn nữa. À, có mấy cái áo cắn này anh Phi Long muốn xin mặc không? Em biết dài. Em biết tụi nó không lết á. Có áo tay dài đó anh Phi Long. Có áo tay dài hả? Không, có này áo tay ngắn không à? Hồi nãy em thấy có áo tay dài. Đây là áo tay dài này. Chụp cái này dính được không? Cái ngắn, cái dài. Nó muốn mặc đi làm. Có áo mới mặc đi làm anh Phi Long. Rồi nhóm không lết cần một cái này bánh không? Đi ra về bỏ cái này luôn. Cái này xì nó được. Được 2 cái thôi. Đó, là cái dài, có cái dài không? Ở đây. Dài. Nó mai mốt mặc đi làm á anh. Có áo mới. Cái ngắn, cái dài. Rồi, lấy đi. Xin 2 cái lọt luôn. Em cảm ơn các anh ạ. Cảm ơn Linh. Có gì? Chúc lành cho họ cảm nhận. Rồi, okay, let's go. Rồi, bye bye, anh Phi Long đi sau nha. Rồi, quyết định mình đi ra luôn để cho Linh đóng cửa chứ. Không, nhiều khi sợ Phi Long không biết đường ra. Tại office mới quá. Dạ. Em cảm ơn đây nè. Có thêm một cái chậu hoa của em kìa. Ui, chậu hoa hả? Dạ rồi. Kìa, chậu hoa của Phi Hoa.